Hà Nội vẫn còn rất nhiều các khu tập thể cũ được xây dựng từ hàng chục năm trước. Sau nhiều lần nỗ lực cải tạo di rời, thế nhưng xen kẽ trong những tòa nhà cao tầng đang mọc lên như nấm ở thủ đô, thì vẫn còn đâu đó rất nhiều tòa nhà cũ nát sập sệ. Phóng sự sau đây sẽ đề cập tới một khu tập thể ngay giữa thủ đô hàng chục năm nay. Gần 400 người dân luôn phải sống trong cảnh lo nhà sập bất cứ lúc nào. Hành lang tối om, những thanh lan can mục nát, bức tường nhà thì bong chóc, chỉ cần vỗ nhẹ, vôi cát thì nhàu rơi xuống. Vậy mà trong cái không gian chưa đầy 20 mét vuông này, gia đình bà Nga đã ở đây hàng chục năm nay. Sống ở đây là mùa mưa thì dột khổ quá, mà mùa nắng thì nó nóng quá thì toàn chui gầm giường thôi. Và chẳng có chỗ nào mà chui được. Còn đây là chiếc cầu thang mà hàng ngày cả trăm con người vẫn qua lại. Lan can là vài tấm sắt tạm bợ. Còn trên trần nhà là hàng chục tấm phên có thể rời bất cứ lúc nào. Đó là chưa kể hàng trăm thứ dây điện nhằng nhịt. Hôm mà mùng 2 tháng 6 nhỉ, có nhà anh Thông Đắc bị sập cái trần nhà xuống. Và hôm đấy thì gió to, quay tôn bay tứ tung ra các nhà, coi như các thứ nó bay lống cổng này. Chúng tôi không biết chúng tôi đứng ở chúng tôi như thế nào, nó hoang mang lắm, chúng tôi không dám ra ngoài nữa. Mưa thì hay ngập lụt, tức là đường thì bị ngập, mà cống rãnh thì không thoát hết, nhà thì sập sệ, mà chúng tôi là nhà cấp 4 dột nát. Mỗi căn hộ ở đây chỉ rộng từ 18 đến 20 mét vuông, ở còn không có chỗ, nữa là chỗ chơi cho trẻ nhỏ. Được biết khu tập thể này được xây dựng từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Những hộ dân sống ở đây phần lớn là những người lao động thu nhập thấp. Mà dù đã nhiều lần làm đơn xin được hỗ trợ, thế nhưng họ vẫn phải sống trong những căn nhà như thế này. Hầu như cuộc sống là đi bán hoa với lại góp giấy tiền vàng. Thế cho nên là trong khi cái nhà xuống cấp sập sệ như này thì chỉ biết trông chờ vào các cấp. Những đứa trẻ này hàng ngày vẫn phải chơi dưới những tấm tôn rách nát. Sống trong chật chội thì có thể thích nghi. Thế nhưng không biết đến bao giờ người dân ở đây mới thoát khỏi cảnh sống trong những nỗi lo về sự an toàn. 400 người dân ở đây thì hàng ngày phải sống trong mối lo lắng bởi vì bất cứ lúc nào thì cũng có thể nguy hiểm xảy ra. Người dân ở đây thì thường nói đùa với nhau rằng thà để cho con trẻ nằm ở trong nhà còn hơn là chạy ở ngoài sân bởi vì bất cứ lúc nào thì những tấm tôn cũng có thể rơi vào người. Ở thì đành vậy, nhưng cũng chẳng biết đi đâu trong cái thành phố đắt đỏ như thế này.